Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em mình. John Varvatos, Dark Rebel, Bad Boy Leather Jacket, trong chiếc Harley. Là tất cả những cái mỹ từ mà mọi người thường xuyên, các YouTuber thường xuyên dành cho mối hương chăn hoa này. Và nội dung của video của mình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với ấn tượng ban đầu về sản phẩm này. Đây là chăn hoa mà có khá là khó mua ở Việt Nam, và nếu mà có mua ấy thì cũng ăn phải một cái giá mà nó vả sấp mặt. Chăn hoa này thì mình phải nhờ một người em mà mình đặt mua Amazon bên Nhật, cũng phải đợi gần một tuần, một tháng này rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ăn bóc nhé. Mình cũng chưa hề mở nó luôn, mình chưa hề biết là bên trong nó như thế nào. Và chúng ta hãy cùng mở nó ra và xem là nó ra làm sao. Ok, let's go. Bây giờ ngoại hình của em nó sau khi được ăn bóc, phải nói thật với các anh em là khi mà mình nhìn thấy chăn hoa này và cầm trên tay của nó thì ngoại hình của nó rất là cool, rất là ấn tượng. Nếu mà để nói là có thể hoàn toàn so sánh được với những cái chất lượng cầu kỳ của những chai nước hoa đắt tiền. Xin mời các anh em cùng chiêm ngưỡng cận cảnh em nó. Nhìn rất là cool, phải gọi là nhìn rất là bá đạo. Chẳng trách mà Jeremy Fragrance thường hay so sánh chai nước hoa này với Captain Jack trong bộ phim Cướp Biển Vùng Caribe. Làm rất là đẹp luôn các anh em ạ. Phê loại. Bên mùi hương của chai nước hoa này thì mà theo như trên các nốt của Fragrantica thì nó có rượu da thuộc và whisky, rượu da thuộc và thuốc lá. Nói chung là mặc dù chưa xịt, chưa được ngửi, nhưng mà chỉ cần đọc qua nốt thôi thì chúng ta cũng biết đây sẽ là một cái trải nghiệm không hề là dễ dàng cho lần đầu. Chúng ta sẽ phải cần thời gian để có thể thẩm được mùi của em này. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử xịt để xem là cái phản ứng, cái cảm nhận lần đầu của mình cũng như của tất cả các anh em khi được ngửi những cái mùi hương mang những cái nốt, có những cái nốt hương khá là cá tính kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ cảm nhận là như thế nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ xịt nhé. Ok. Cái lần đầu tiên mà trải nghiệm những cái mùi chai mà có cái mùi hương gai góc và cá tính thì một tâm hồn đẹp là một cái yếu tố rất là quan trọng. Ok. Đó. Từ từ. Relaxed. Xem làm sao. Chai rất là đẹp, không biết là mùi hương. Ấn tượng ban đầu là nếu mà đọc theo nốt thì mình cứ nghĩ rằng chai nước hoa này khi mà mới xịt nó khá là dữ dội, nó khá là bùng cháy. Thế nhưng mà không hề, rất là mềm mại, rất là mượt. Nốt hương có thể gọi là khá là rõ nét, đó là da thuộc. Thế nhưng da thuộc ở chai nước hoa này nó không phải là dữ dội, mà nó giống, mình cảm giác giống như một một tấm da mềm mại, mang phong cách của Fairy Leather Essence. Chai Fairy Leather đó cũng có một cái phong cách da thuộc giống như chai nước hoa này, có nghĩa là chúng ta không cảm thấy một cái da, một tấm da lộn, một tấm da bốc mùi, một tấm da giống như kiểu là ở trên chiếc, những cái chiếc ghế da của ô tô đấy, cái mùi không phải như thế. Mà ở đây da nó rất là mềm, nó rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thực sự là mình cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn một cái tâm hồn đẹp cho một cái gì đấy nó rất là dữ dội, nó rất là gai góc. Thế nhưng mà mình nghĩ là với ấn tượng lúc bắt đầu bây giờ thì mình cảm thấy là hơi thừa, bởi vì mùi hương nó rất là mềm, không dữ dội, thậm chí còn hơi, mình cảm thấy hơi nhẹ nếu mà so với các cái nốt mà được list ở trên Fragrantica. Ok, chúng ta hãy cùng đợi thêm khoảng tầm mấy phút nữa để xem là mùi hương nó sẽ biến chuyển như thế nào. Tranh thủ chúng ta cùng anh em mình cùng giao lưu một tí, không mấy khi chúng ta
chia sẻ kiểu như thế. Thì mình biết là tại sao, mình biết là rất là nhiều, sẽ có một số các anh em hay thắc mắc là tại sao khi mà mình làm review thì mình không bao giờ mình đọc những cái nốt, mình ngửi thấy nốt, nốt A hoặc nốt B hoặc nốt C của một trang nước hoa nào đó. Cái này thật ra thì là mình nghĩ rằng là cái quan điểm của mỗi người, cách làm của mỗi người tùy. Còn đối với mình, các anh em nếu mà chỉ cần bập vào cái môn này một thời gian ngắn thôi cũng đều biết là có rất nhiều những cái trang, ví dụ như Fragrantica, Base Note, họ thường xuyên là list những cái nốt có sẵn trên chai nước hoa. Và đối với mình thì mình cảm thấy là để nói lại những cái gì có sẵn ấy, để nói lại những cái gì có sẵn trên mạng, thì quay lại để chia sẻ lại các anh em, thực sự là đối với mình cảm thấy không cần thiết. Cái này là quan điểm của mỗi người. Còn mình thích là với bất kỳ một cái mùi hương nào đấy, mình thích là các anh em xem video của mình thì nó giống như kiểu là một cái câu chuyện của mình ấy. Mình cảm nhận về mùi hương của chai nước hoa nào thì mình sẽ kể chuyện đêm khuya với các anh em kiểu như thế. Còn lại thì tất nhiên là lúc ban đầu thì mình, khi mà mình mới làm thì mình nghĩ rằng là cái điều quan trọng là phải ngửi thấy nốt này, phải ngửi thấy nốt này. Nhưng mà càng làm về sau thì mình cảm thấy là đấy không phải là một cái đấy, đó, đấy không phải là một cái điều mình hướng đến. Mình cảm thấy là mình không cần thiết phải nói lại những cái mà mọi người đều đã biết ở trên mạng. Tại sao mình phải nói lại mà không chia sẻ lại những cái gì thực tế mình cảm nhận. Thì cho nên đấy là cái lý do mà mình thấy rằng cái chuyện list note khi mà ngửi không phải là một cái điều quan trọng. Các anh em có thể, nếu mà muốn, các anh em có thể lên trên mạng và search, còn thì mình cảm thấy không cần thiết. Tất nhiên cái này là quan điểm của mỗi người nhé, chứ mình không hề chê bai người khác. Anh em chớ hiểu nhầm ý mình. Đấy, ý mình là như thế. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với Jack Rebell xem sau mấy phút em nó như thế nào. Nói chung đây là một chai nước hoa mà nếu mà mùi hương so với cái ngoại hình của em nó thì nó không gai góc bằng, nó không góc cạnh cao bằng. Mùi mặc dù vẫn rất là nam tính, thế nhưng mà mùi nó rất là nhẹ nhàng. Đến bây giờ thì cái mùi da thuộc nó dịu lắng xuống, và nó vẫn là cái, đối với mình, cái mũi làng của mình thì mình thấy là cái nốt da thuộc, còn lại rượu và thuốc lá rất là chút xíu, gần như là mình không nghĩ rằng, nếu như mình không đọc nốt thì mình không nghĩ rằng chai nước hoa này có sử dụng hai nốt đó. Nhưng mà không sao cả. Cảm nhận nhanh của mình về mùi hương chai nước hoa này, đây là mùi hương rất là nam tính, và nó nam tính, thế nhưng mà nó không phải cái kiểu góc cạnh, nó giống như kiểu phải xăm trổ đầy mình đó. Đến độ mặc quần áo jacket và đi Harley thì cái đấy thực sự là cái văn hóa, cái gu văn hóa ở mình, thì mình không nghĩ rằng các anh em không cần thiết phải đến mức độ đấy mới có thể xịt được chai nước hoa này, mà chỉ cần chúng ta có một cái phong thái nam tính là chúng ta có thể hoàn toàn xịt được John Varvatos Dark Rebell. Cá nhân mình thì mình cảm thấy khá là thích mùi hương của chai nước hoa này, bởi vì nó không bị giới hạn cho bất kỳ một phong cách nào. Nếu như anh em nào nam tính, điềm đạm là có thể xịt được chai nước hoa này. Mình sẽ trải nghiệm thêm, và mình nghĩ rằng nếu mà các anh em có hứng thì mình sẽ làm một cái video riêng về mùi hương chai nước hoa này. Còn cảm nhận ban đầu là khá là ok, không phải là tệ, ấn tượng không đến nỗi là quá sâu xa. Ok, thì vừa xong mình vừa làm một cái video ấn tượng ban đầu của mình về mùi hương của John Varvatos Dark Rebell. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có trị thì cần subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.